Australia Vitamins Wholesale là nơi chuyên cung cấp xỉ lẻ các loại thực phẩm chức năng được sản xuất tại Úc cũng như tất cả các loại sữa bột dành cho trẻ em và người lớn với mức giá phải chăng. Tất cả những mặt hàng của Australia Vitamins đều có trên website của công ty. Đặc biệt Australia Vitamins cũng là nơi mà khách hàng có thể tin tưởng gửi quà về cho thân nhân và gia đình của mình tại Việt Nam. Phương châm của Australia Vitamins là nhận gửi quà với giá cả phải chăng và giao hàng tận nhà cho tất cả khách hàng từ Nam đến Bắc. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc số điện thoại 02-8764-3564 hoặc đến thẳng cửa hàng tại số 4/68 John Street, Cabramatta, New South Wales 2166. Nhà hàng Liberty Palace với phong cảnh sang trọng, hiện đại và ấm cúng, cùng dàn đầu bếp chuyên nghiệp, nơi lý tưởng để tổ chức các bữa tiệc cưới hỏi, sinh nhật cũng như họp mặt bạn bè. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chiêu đãi, chắc chắn nhà hàng Liberty sẽ đáp ứng được mọi yêu cầu của quý khách để tất cả các bữa tiệc lớn nhỏ đều được hoàn hảo, bảo đảm là quý khách sẽ hài lòng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Peter Hồng qua số 0408 066 966 hoặc đến thẳng địa chỉ 2/256 Chapel, Bankstown, New South Wales 2200. Lily và Kim Hoa, rất hân hạnh được trở lại với quý vị và các bạn trong chương trình Điểm báo Úc Châu ra ngày hôm nay, thứ ba, ngày 31 tháng 5 năm 2022. Và kính thưa quý vị khán giả, một lần nữa những thông tin liên quan đến đại dịch Covid-19 vẫn không được chú ý nhiều. Tuy nhiên, số người tử vong vì Covid-19 ngày hôm nay thì lại rất cao. Sau khi chỉ ghi nhận có 10 người tử vong ngày hôm nay chỉ tính riêng tại Victoria và New South Wales mà thôi, số người tử vong đã là 39 người, trong khi Queensland cũng đã có 11 người và Tây Úc thì cũng đã có 4 người tử vong. Và số ca nhiễm mới ngày hôm nay cũng gia tăng khá là đáng kể so với ngày hôm qua. Một cách tổng quát thì dịch bệnh Covid-19 vẫn hãy còn lây lan một cách mạnh mẽ tại nước Úc, nhưng mà sau bầu cử rồi, các chuyên gia và đặc biệt là các chính trị gia cũng không quan tâm gì nhiều cho lắm. Mặc dù vậy, tất cả các địa phương, các chính phủ ở tiểu bang và lãnh thổ đều đang quan tâm đến dịch bệnh cúm. Và trong bối cảnh này, thì ngày hôm nay thông tin mới nhất cho thấy là hầu hết cư dân Úc đều sẽ được chích ngừa bệnh cảm cúm miễn phí trên toàn lãnh thổ Úc Châu. Vâng, thưa quý vị và các bạn, về đại dịch Covid-19 thì cụ thể thì ở tiểu bang Victoria ngày hôm nay ghi nhận cái nhân số tử vong rất là cao là 20 người. Ngoài ra cũng có 9.595 trường hợp nhiễm mới được công bố. Và hiện nay ở Victoria cũng đang có 527 người cần điều trị trong bệnh viện với 31 người phải nằm trong phòng ICU. Còn ở tiểu bang New South Wales thì ngày hôm nay cũng ghi nhận cái nhân số tử vong khá cao là 19 người và nhân số nhiễm mới là 7.342 trường hợp. Và ở New South Wales cũng đang có 1.185 trường hợp cần điều trị trong bệnh viện với 36 người ở trong ICU. Còn thưa quý vị và các bạn, ở vùng nông thôn của tiểu bang New South Wales gần biên giới với tiểu bang Nam Úc thì vào tháng 9 năm 2017 thì có một thanh niên 18 tuổi đã đột ngột qua đời vì suy đa tạng do nhiễm trùng huyết một tháng sau khi cậu này được điều trị cái bệnh móng chân mọc ngược bị nhiễm trùng. Sự ra đi của người thợ máy trẻ này từ việc điều trị một căn bệnh không quá phức tạp cũng là một cái điều không thể chấp nhận được ở Úc, và các điều tra viên của tiểu bang đã vào cuộc. Thì hôm qua họ cũng đã có cái kết luận khi phát hiện ra một cái sự thiếu hụt nghiêm trọng và cũng không thể chấp nhận được về cái phương pháp điều trị cho nạn nhân tại bệnh viện địa phương Broken Hill Base. Bệnh nhân thì đã được cho dùng thuốc kháng sinh trong vòng một tháng trước khi anh qua đời. Mặc dù các bác sĩ điều tra thì cũng không chắc đó có phải là nguyên nhân nhiễm trùng ở chân của anh này hay không. Cuộc điều tra cũng cho biết là sau khi nhập viện thì nhân viên y tá bệnh viện cũng đã không kiểm tra các cái dấu hiệu sinh tồn cơ bản như là đo nhiệt độ, mạch hay huyết áp khi mà anh đến cấp cứu tại một bệnh viện ở Sydney vào hôm 20 tháng 9, tức là chỉ 2 ngày trước khi qua đời. Và theo phó nhân viên điều tra của tiểu bang New South Wales, vụ việc này thì cũng đã phanh phui một cái lỗi mang tính hệ thống trong hệ thống bệnh viện công ở tiểu bang. Đó là sự tắc trách và thiếu trách nhiệm trong vấn đề mà chăm sóc bệnh nhân. Ngoài ra thì phó nhân viên điều tra của tiểu bang New South Wales, bà Elizabeth Ryan thì cũng đã chỉ ra sự chậm trễ lớn trong việc mà chuyển bệnh nhân đến bệnh viện sau khi anh bị từ chối nhập viện tại một cơ sở cấp 3 ở tiểu bang Nam Úc
do cái chính sách mà ngăn cản chuyển bệnh nhân giữa các tiểu bang. Bởi vì từ cái nơi anh sống thì đến tiểu bang Nam Úc hay là cụ thể là đến thành phố Adelaide, thủ phủ của tiểu bang thì gần hơn nhiều so với đến Sydney. Và cái sự chậm trễ này cũng là một phần gây ra cái chết của anh. Vâng, kính thưa quý vị, đây có thể nói là một cái bài học rất lớn cho Bộ Y tế của nước Úc và cũng như là cho chính quyền địa phương, là bởi vì tất cả những cái thủ tục hành chính quá là rườm rà, khiến cho những cái trường hợp rất là trẻ tuổi nhưng tử vong lại khá là đau lòng vì một cái căn bệnh rất là đơn giản. Nếu như được chú ý và quan tâm nhiều thì trong vòng một tháng điều trị bằng thuốc trụ sinh, khi mà bệnh tình trở nặng thì bệnh viện ở thị trấn Broken Hill đã có thể chuyển bệnh nhân đến hoặc là Sydney hoặc là ở Adelaide. Nhưng mà cả hai cái tuyến này đều gặp khó khăn. Trong nội tiểu bang đó là chuyển dễ nhất là chuyển ngược trở về Adelaide. Nhưng mà bởi vì cái thị trấn, những cái thủ tục giấy tờ giữa một bệnh viện ở thị trấn và bệnh viện ở thành thị, họ không tiếp nhận theo cái tuyến bệnh viện, thì Broken Hill là cái thị trấn mà họ phải đi ngược về. Vâng, họ phải đi ngược về trung tâm Sydney, trong khi cái quãng đường di chuyển thì nó quá xa. Và đó là những cái yếu tố chắc chắn sẽ là được rút kinh nghiệm và sẽ được thay đổi cũng như điều chỉnh trong thời gian sắp tới. Và kính thưa quý vị, cũng tại Nam Úc ngày hôm nay thì rất là may mắn khi không có ai tử vong vì Covid-19, trong khi số ca nhiễm thì cũng khá là thấp, là ở mức là 2.689 người và 232 người đang nằm bệnh viện. Trong khi đó, tiểu bang Tây Úc ngày hôm nay có số ca nhiễm đứng hàng thứ nhì chỉ sau Victoria mà thôi, là 8.201 trường hợp nhiễm bệnh mới. Nhưng mà Tây Úc chỉ có 4 người tử vong so với 20 người ở Victoria và 19 người ở New South Wales, thì con số 4 người này tương đối thấp. Queensland ngày hôm nay có nhân số tử vong là 11 người, trong khi số ca nhiễm mới tại Queensland vẫn duy trì ở mức ổn định là 4.397 trường hợp dương tính mới. Tuy nhiên, tại Queensland, ngoài những người tử vong vì Covid-19, còn có một trường hợp tử vong vì tai nạn giao thông, và đó là một cái đứa bé 3 tuổi, một đứa bé trai. Theo thông tin mà chúng tôi có được, đó là sự va chạm giữa hai chiếc xe, và ngoài cái đứa bé trai 3 tuổi bị tử vong này thì còn 3 đứa trẻ khác và trên 2 chiếc xe khác nhau. Tuy nhiên, may mắn là hai người tài xế là một người đàn ông 36 tuổi, một người phụ nữ 38 tuổi, cũng như những đứa trẻ còn lại thì đã được cho là bình an mặc dù vẫn còn đang ở bệnh viện, trong khi đứa bé trai này thì không may mắn sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu sau tai nạn vào ngày hôm qua, sáng nay được xác nhận là đã tử vong ngay tại bệnh viện. Vâng, thưa quý vị và các bạn, còn tại tiểu bang Tasmania thì ngày hôm nay cũng ghi nhận là 829 trường hợp nhiễm mới và có một người nữa cũng đã tử vong sau khi nhiễm COVID-19. Và hiện nay ở Tasmania thì cũng đang có 48 người cần điều trị trong bệnh viện và có một trường hợp đang nằm trong phòng ICU. Còn về vấn đề mà cư dân Úc quan tâm nhất hiện nay là làm sao để có thêm tiền để chi trả cho mọi thứ sinh hoạt phí đều đang gia tăng. Hiện nay thì thủ tướng mới của nước Úc là ông Anthony Albanese cũng đã cam kết rằng là chính phủ lao động cũng sẽ tiếp tục nỗ lực để thúc đẩy tăng lương cho những người lao động được trả lương thấp nhất ở Úc theo kịp cái tốc độ lạm phát hiện nay. Mặc dù thủ tướng thì không nêu cụ thể cái mức lương tối thiểu cần được tăng lên là bao nhiêu. Thế nhưng mà như trong chiến dịch vận động tranh cử vừa qua thì chính ông Albanese cũng cho rằng là mức lương cơ bản hiện nay ở Úc cần được tăng là 5.1%, tức là bằng với mức tăng lạm phát hiện nay. Hiện nay thì Ủy ban Việc làm Công bằng đang thực hiện đánh giá cái tiền lương hàng năm để xác định xem là có nên tăng cái mức lương tối thiểu quốc gia cho người lao động được trả lương thấp nhất ở Úc hiện nay là 20 đô la 33 sen mỗi giờ hay không. Do vậy mà gần 3 triệu người lao động có cái mức thu nhập thấp hiện nay đang rất hy vọng và hồi hộp là xem cái mức lương của họ trong tháng tới có được gia tăng hay không. Nếu mà gia tăng thì sẽ cũng giúp họ phần nào đáp ứng cái chi trả ngày càng đắt đỏ hiện nay. Và quyết định này sẽ được đưa ra vào ngày 3 tháng 6. Hay nói một cách khác là chúng ta sẽ chờ đợi đến ngày 3 tháng 6 để xem những lời cam kết bầu cử của chính quyền Albanese có thực hiện được hay không, khi ông mong muốn là mức lương sẽ gia tăng 5.1%. Cá nhân chúng tôi và các chuyên gia về kinh tế thì không cho rằng Ủy hội làm việc công bằng, tức là Fair Work Commission, sẽ tuân theo cái mong muốn của chính phủ. Tuy nhiên, họ cũng sẽ làm những cái bài toán, những cái tính toán. Và nếu bài toán này cảm thấy là cần thiết phải gia tăng ở mức là 5.1%, thì họ sẽ đưa ra quyết định
Và một lần nữa, đây là quyết định hoàn toàn độc lập của Fair Work Commission, không ảnh hưởng gì bởi chính phủ Albanese. Và ngày hôm nay thì chính phủ Albanese cũng đã đạt cái mốc điểm được cho là lịch sử khi mà ông đã tuyên bố thành lập chính phủ đa số. Và đa số không phải với 76 ghế mà đa số ở đây với 77 ghế sau khi Ủy ban bầu cử AEC đã loan báo là đơn vị bầu cử Gilmore ở phía tây nam của thành phố Sydney gần thành phố Wollongong, ứng cử viên đảng lao động được cho là đã chiến thắng so với ứng cử viên của liên đảng tự do, đó là cựu bộ trưởng trong chính phủ New South Wales, ông Andrew Coulson. Một lần nữa chúng ta đã thấy được là cái sự may mắn đã mỉm cười với chính quyền Thủ tướng Albanese. Và trong cái bối cảnh này thì chính quyền lao động có thể đề cử một người chủ tịch Hạ viện, tức là Speaker, cũng là dân biểu của lao động, mà lao động vẫn bảo tồn được 76 ghế còn lại và tất cả những cái dự luật tại Hạ viện chắc chắn là sẽ được thông qua một cách dễ dàng. Và cũng theo lời Thủ tướng Albanese thì nội các mới sẽ tuyên thệ nhậm chức với toàn quyền liên bang David Hurley vào thứ tư tuần này. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy là một chiến thắng rất lớn đối với đảng lao động. Như vậy là đảng lao động hoàn toàn tự tin thành lập với một chính phủ đa số trong quốc hội. Tất nhiên, đảng lao động mới lên cầm quyền sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, đặc biệt là cái vấn đề kinh tế hiện nay. Mà theo dự báo của các chuyên gia thì lãi suất cơ bản của ngân hàng chữ Kim dự kiến sẽ tiếp tục gia tăng nữa. Thế nhưng mà cũng nhiều khả năng không giúp gì nhiều trong việc mà giải quyết cái tình cảnh khó khăn hiện nay của nền kinh tế. Mà theo dự báo của từ ngân hàng Commonwealth thì mức lãi suất cũng có thể tăng lên tới 1.6%, trong khi ANZ thì cũng dự báo là mức lãi suất có thể tăng tới 3%. Và theo số liệu từ ngân hàng chữ Kim thì hiện nay hơn 40% người đi vay theo cái tỷ lệ thay đổi sẽ không thấy cái khoản trả nợ và thế chấp của họ tăng lên, mặc dù RBA đã tăng lãi suất lên 2.1%. Lý do là những người đi vay này đã phải trả nhiều hơn cái mức mà họ sẽ trả nếu mà lãi suất tăng 2.1%, bởi nhiều khoản vay thế chấp đã được tính từ cách đây nhiều năm khi mà lãi suất còn ở mức cao. Và những hộ gia đình này đã chọn giữ cái mức trả nợ cao mức hơn mức cần thiết thay vì giảm xuống mức thấp hơn khi lãi suất thấp. Và thống kê cũng cho thấy là có khoảng 1/4 người có khoản vay thế chấp ở Úc là thuộc diện này, tức là họ không phải trả nợ tăng lên mặc dù RBA có gia tăng lãi suất. Nói một cách khác thì những người này được cho là miễn nhiễm với sự gia tăng lãi suất của ngân hàng chữ Kim RBA là bởi vì họ đã có cái sự tính toán. Khi mà lãi suất ở mức quá thấp thì họ không trả theo cái mức lãi suất căn bản mà họ chấp nhận trả cái mức lãi suất cao hơn. Và hiện nay thì họ đã ở cái mức gia tăng của RBA rồi. Và vì vậy cho dù là ngân hàng chữ Kim có tiếp tục gia tăng lãi suất cũng không ảnh hưởng đến cái khoản tiền mà họ trả nợ thế chấp mỗi một tháng. Và nhân số này được cho là khoảng 40% tỷ lệ những người đi vay nợ thế chấp trên toàn quốc Úc Châu là một cái tỷ lệ rất lớn, và cũng chính vì vậy nó đã tạo cho cái sự an toàn trong cái bối cảnh gia tăng lãi suất hiện nay. Mặt khác, rất nhiều người đi vay nợ trong thời gian vừa qua họ cũng đã khôn ngoan chọn cái lối chiều hướng là lãi suất cố định, và cái lãi suất cố định họ đã giữ cho tới mãi năm 2024, có nghĩa là thêm 2 năm nữa. Và cho dù RBA có gia tăng lãi suất từ mức 0.35% như hiện nay lên mức 2.1% thì cũng không ảnh hưởng gì đến những cái khoản mà họ đã trả cho ngân hàng. Và đây là một cái thông tin được cho là tích cực, bởi vì tất cả mọi người đều lo sợ là thành phần vay nợ mua nhà sẽ rơi vào tình trạng gọi là mortgage stress, có nghĩa là bị áp lực tài chính khi phải trả tiền mỗi tháng. Nhưng rất may, thống kê cho thấy là người dân Úc đã có cái sự chuẩn bị, và nếu rơi vào tình trạng này thì chỉ có khoảng 50 hoặc 60% thôi, 40% còn lại được cho là an toàn. Vâng, gần một nửa đó chị Kim Hoàng, rất lớn. Vâng, và như vậy thì thị trường nhà cửa nó sẽ không ảnh hưởng đổi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như tuần trước chúng tôi cũng đã loan tin là công ty vốn Remy Capital cũng đã lâm vào cảnh nợ nần chồng chất lên tới 70 triệu đô la và đã phải tuyên bố phá sản, đã khiến cho 450 nhà đầu tư là bị ảnh hưởng. Và trong số 450 nhà đầu tư này thì có một gia đình 3 người ở Melbourne đang trong một cái vụ kiện đòi lại tiền từ công ty này, và số tiền mà công ty này đang nợ gia đình họ là 300.000 đô la.
Như vậy là nay họ đang đứng trước là nguy cơ mất trắng hoàn toàn số tiền này. Tuy nhiên, điều khiến mà gia đình này đang như ngồi trên đống lửa, bởi vì cái số tiền mà để đầu tư vào công ty này thì là hoàn toàn mà gia đình này cũng là đi vay từ những người khác. Và mặc dù khi mà biết công ty này gặp khó khăn thì cũng đã tìm cách rút tiền, nhưng mà cũng không thành công. Vâng, kính thưa quý vị, đây chỉ là một trong tổng số 450 những người chủ nợ của công ty kêu gọi vốn Romy Capital. Và chúng tôi nêu lên một cái điển hình là bởi vì họ ngoài cái mất tiền, họ còn bị mất uy tín, mất tình bạn, là bởi vì số tiền 300.000 đô la này họ đã huy động từ hai người bạn khác trong gia đình. Và đó là bối cảnh mà chúng ta sẽ thấy là rất là nhiều người dân Úc sẽ đối diện trong thời gian sắp tới, khi mà những cái công ty xây dựng, những cái công ty kêu gọi vốn liên tục rơi vào tình trạng phá sản. Ngoài ra, một cái thông tin cũng khiến cho chúng ta ngạc nhiên trong cái bối cảnh hậu đại dịch Covid-19, khi mà biên giới quốc gia của nước Úc hoàn toàn mở cửa kể từ 1 tây tháng 11 năm 2021 vừa qua. Đó là cái thời gian để chúng ta gia hạn hoặc là làm một cái passport mới tại Úc, không phải là 3 ngày như trước đây hay là cao nhất là 2 tuần lễ như trước đây, mà hiện nay đang kéo dài minimum, có nghĩa là sớm nhất là chúng ta sẽ có được một cái passport mới trong vòng 6 tuần. Thậm chí có nhiều người đã chờ đến 3 tháng mà vẫn không nhận được cái passport của họ. Trong khi họ cố tình liên lạc với văn phòng làm passport thì họ chỉ nhận được trả lời từ những cái chiếc máy mà thôi, không bao giờ họ có cơ hội lắng nghe hoặc để mà một người nào đó từ văn phòng này nhận những cái cuộc điện thoại của họ. Và đó là những thông tin mà làm cho mọi người rất ngạc nhiên. Vâng, thưa quý vị và các bạn, về vấn đề này thì về phía nhà chức trách thì cũng đã giải thích lý do, nguyên nhân. Cụ thể là Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc thì cũng đã nói với đài ABC rằng là hiện nay có nhu cầu cao chưa từng có về dịch vụ làm hộ chiếu của bộ này. Văn phòng hộ chiếu của Úc là hiện cần tới 4 tuần để giải quyết tất cả những cái hồ sơ còn tồn đọng, tức là trong 4 tuần này họ không nhận thêm những hồ sơ mới. Do vậy mà những ai cần làm hộ chiếu thì cũng được cần được khuyến cáo là nên làm sớm trước 6 tuần, còn hộ chiếu dành cho trẻ em thì có thể phải mất nhiều thời gian hơn. Trong năm tài chính này thì theo thống kê cũng có tới hơn 1,1 triệu hộ chiếu cũng đã được cấp ở Úc, với 800.000 hộ chiếu cũng đã được cấp kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2021, tức là thời điểm Úc Châu mở cửa biên giới quốc tế. Và kính thưa quý vị, trong liên quan vấn đề đời sống đắt đỏ ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục có những cái thông tin khá là tiêu cực từ tất cả các hệ thống siêu thị lớn nhất tại nước Úc, bao gồm cả Woolworth, cả Coles và cũng như Aldi và IGA. Hệ thống Woolworth đã xác nhận là giá cả các mặt hàng tại Woolworth sẽ tiếp tục gia tăng, đặc biệt là những cái mặt hàng tươi sống, những cái loại rau củ quả của Woolworth cũng sẽ gia tăng rất là đáng kể. Mặc dù những cái loại hàng này đã gia tăng gần 10% trong những ngày vừa qua, tuy nhiên trong thời gian sắp tới, do tình trạng mưa gió lũ lụt cũng như là chuỗi cung ứng bị gián đoạn, và đặc biệt là giá xăng dầu nó đã gia tăng quá cao, cho nên cái vấn đề vận chuyển hàng hóa từ những cái khu vực nông thôn về khu vực thành thị để được cho lên kệ bày bán tại các siêu thị nó sẽ gia tăng bởi những cái chi phí như thế này. Ngoài ra thì tất cả những cái nông trại hoặc là những cái trang trại tại nước Úc cũng đã phải gặp nhiều khó khăn bởi vì cái giá thành của họ nó đã gia tăng. Thí dụ như là một cái trang trại chăn nuôi gia súc thì tất cả những cái đầu vào, những cái nguồn nhiên liệu yến mạch phục vụ để chăn nuôi họ đều mua vào với giá cao hơn, và vì vậy họ bắt buộc phải bán lại cho siêu thị với một cái giá mức rất cao. Và đó là những cái yếu tố nằm ngoài khả năng control, có nghĩa là bảo vệ giá cả của hệ thống Woolworth. Tương tự, Coles cũng đã loan báo là khách hàng đừng có ngạc nhiên nếu mà chúng ta đi chợ trong những ngày sắp tới mà chúng ta thấy giá cả nó quá đắt. Chẳng hạn như là một cái búp salad hiện nay là letter, trước đây thì nó khoảng 1 đô cho tới 2 đô, nhưng mà trong thời điểm này thì một cái letter nó đã lên đến là 10 đô la, có nghĩa là nó không phải là gia tăng gấp đôi mà đã gia tăng rất là nhiều lần. Và đó chỉ là đơn cử một mặt hàng mà thôi.
Vâng, và các siêu thị còn cảnh báo là không những là gia tăng mà còn khan hiếm hàng nữa, có không, là có không hàng có mua. Vâng. Hiện nay đó là các siêu thị đang bắt đầu trồng lại cái đợt mới. Cái đợt hàng cũ là nó đã bị tiêu hủy hoàn toàn bởi cái đợt lũ lụt vừa qua ở Queensland. Cho nên là bây giờ chúng ta bỏ ra cái số tiền rất cao nhưng chưa chắc gì chúng ta mua được. Trong khi cái đợt rau quả mới thì nó sẽ đến mùa thu hoạch trong vòng 6 hoặc 8 tuần nữa. Vâng. Là chúng ta phải chịu đựng cái giá đắt mà hàng thì không có nhiều chọn lựa. Vâng. Vâng. Gặp cái gì là mua cái đó. Và đó là những cái thông tin chúng tôi loan báo để quý vị đừng có cảm thấy bị sốc khi chúng ta đi mua sắm. Vâng, thưa quý vị và các bạn, cũng như chúng tôi cũng đã loan tin là Mỹ hiện nay đang thiếu hụt loại sữa bột công thức dành cho trẻ em. Và công ty sản xuất sữa bột của Úc là Bubs cũng vừa ký một cái hợp đồng cung ứng lượng sữa lớn cho nước Mỹ với 1,25 triệu hộp sữa để giúp khắc phục tình trạng thiếu hụt này ở Mỹ. Không chỉ bán được lượng hàng lớn mà giá cổ phiếu của công ty này cũng đã tăng vọt sau cái hợp đồng khổng lồ này được ký. Cổ phiếu của công ty Bubs Australia được niêm yết trên sàn chứng khoán Úc và đã tăng tới 80% khi mà thị trường mở cửa vào hôm thứ Hai vừa qua. Hãng này cho biết họ là một trong những công ty đầu tiên mà đáp ứng được các tiêu chuẩn của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của Mỹ. Và theo thỏa thuận thì hãng này sẽ vận chuyển ngay 500.000 hộp sữa bột đến Mỹ và 750.000 hộp sữa nữa cũng sẽ được vận chuyển đến Mỹ trong những tháng tới. Thưa chị Kim Hoàng, là không biết việc Úc chuyển nhiều sữa cho Mỹ như này có ảnh hưởng tới thị trường sữa bột cho trẻ em ở Úc không? Chắc chắn là sẽ không bị, là bởi vì nước Úc luôn luôn bảo vệ cái nguồn cung của mình, có nghĩa là dư rồi thì mới vận chuyển đi. Và ngoài cái công ty Bớt thì chúng ta còn những cái công ty sản xuất sữa em khác rất là nổi tiếng, chẳng hạn như là công ty Aport là chuyên về cái mặt hàng sữa Enso cũng như là sữa công thức. Và Aport đã cam kết là chỉ cung cấp hàng cho nước Úc mà thôi. Cho nên nói về nguồn sữa để tiêu thụ trong nước thì chúng ta sẽ không gặp vấn đề gì. Và bởi vì chúng ta đang có dư thừa cho nên chúng ta mới xuất khẩu. Và chúng ta đều đáng nói là cái lợi đối với cái công ty Bus này, có nghĩa là họ không những được lợi bởi một cái hợp đồng lên đến 1.250.000 lon sữa xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Cái lợi lớn nhất của họ, cái thị trường chứng khoán, giá trị cổ phiếu đã tăng gấp đôi. Khi mà năm 2020 thì tổng công ty này ở cái mức giá là 400 triệu đô la. Nhưng mà chỉ trong vòng chưa đầy 24 tiếng đồng hồ sau khi Tổng thống Joe Biden xác nhận cái hợp đồng mua bán này thì lập tức cái giá cổ phiếu đã gia tăng và hiện nay từ mức 400 triệu đô la, nếu những ai muốn mua lại công ty này nó đã lên tới tròn trèm gần 1 tỷ. Vâng. Một cái sự gia tăng không ai ngờ. Vâng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, những thông tin này cũng đã kết thúc phần điểm báo Úc Châu của chúng tôi ra ngày hôm nay. Chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong phần điểm báo thế giới vào lúc 8 giờ tối nay. Kim Hoàng xin trân trọng kính chào.